Năm đợi cơm vợ. Hôm trước anh bảo em đi mua lấy một bộ tử tế, sao em không mua à? Mua sao được hả anh? Tiền nộp học phí cho con còn chưa đủ, lấy đâu tiền mà mua? Thôi, em mặc bộ này đi cũng được. Để anh chở em đi. Thôi, em đi xe buýt cũng được, nhà có mỗi cái xe, anh còn phải đi đón con. Ở nhà, anh nhớ cho con ăn và ngủ đúng giờ nhé. Có thể em sẽ về hơi trễ đấy. Ừ, em cứ đi đi. Hoa, Hoa ơi, bọn tớ ở đây này. Ôi, lâu lắm rồi, giờ mới được gặp lại mọi người. Dạo này cậu bận lắm hay sao mà chả thấy tin tức gì cả? Chồng con dạo này thế nào? À, thì vẫn thế. Vợ chồng tớ vẫn ở nhà thuê cũ, cũng vất vả lắm. Ôi, bộ tứ ngày xưa đã tụ tập ở đây rồi à. Trông các cậu dạo này khác quá, tớ suýt không nhận ra đấy. Ồ, Lan đi ư? Lan đi ư? Trông cậu chẳng già đi tí nào, lại còn xinh đẹp hơn là khác. Nhất cậu đấy, đúng là lấy được chồng giàu có khác. Nói thế chứ sướng gì đâu, tớ suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà với đi shopping, chán chết đi được. Thế cậu còn muốn gì nữa? Bọn tôi đang phát ghen với cậu đấy. Sống thế mới là sống chứ, cứ như bọn mình. Thôi, các cậu nói chuyện đi, tớ qua chào bạn lớp trưởng cái đã. Số nó đúng là sướng thật. Ngày xưa lúc đi học, nó chỉ mãi chơi, không chịu học hành. Còn chúng mình lăn ra mà học. Thế mà bây giờ, nghe nói Lan nó lấy chồng giàu lắm. Nhìn xem, đồ của Lan toàn nhãn hiệu đắt tiền thôi. Có khi lương mấy tháng của tụi mình góp vào mới đủ để mua một đôi giày đó ấy. Hôm trước anh bảo em đi mua lấy một bộ tử tế, sao em không mua à? Mua sao được hả anh? Tiền nộp học phí cho con còn chưa đủ, lấy đâu tiền mà mua? Ôi, anh à, em đang đi họp lớp, lát em sẽ về. Cô suốt ngày chỉ biết có tụ tập chơi bời thôi à? Có về nhà ngay không thì bảo, nếu không tôi đến tận nơi thì lúc đó đừng trách tôi vô tình đấy. Được rồi, để em về ngay đây. Thôi, tớ về đây. Để tớ đưa Lan về. Thôi, để tớ tự bắt xe về, kẻo ông chồng tớ mà thấy cậu thì phiền phức lắm. Tớ về đây. Tưởng nó sướng, lấy được chồng giàu, ai ngờ Lan không sung sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Chồng cô ấy vũ phu lắm, hạnh phúc mà cô ấy kể cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Em xin lỗi vì đã có lúc so sánh anh với chồng của người khác. Đâu cứ phải là người giàu mới được hạnh phúc chồng nhỉ? Truyện cổ tích về người đưa thư. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có người chuyển phát thư tên là Cô Ba Ba. Hơn 10 năm trong nghề, Cô Ba Ba dường như đã mệt mỏi và chán nản với công việc đưa thư của mình. Hôm nay mọi người về sớm thế nhỉ? Mà cũng đã 8 giờ tối rồi. Thôi mặc kệ, nghỉ một lát, chờ chuyến tàu cuối để về. Vẫn còn cả đống thư chưa gửi đi được, hứa hẹn ngày mai cũng chả nhàn nhã hơn. Ôi chao, bưu điện dường như là nơi buồn bã, bị thượng đế lãng quên thì phải. Trời ơi, mình ngủ quên bén ở bưu điện rồi. Trời ơi, kia đâu phải chuột, chẳng phải đó là các vị tiên tí hon, chỉ có trong tưởng tượng thôi sao? Nào, mau tập hợp lại và chia thư. Tổng cộng hôm nay chúng ta có 102 bức. Kia đâu phải thư, chẳng phải là những lá bài hay sao? Vẫn như mọi khi, ai rút được gì thì giao nấy, rút được quân ác được miễn giao thư một tuần. Ác chủ bài đây rồi, bức thư quý giá nhất đây rồi. Xin lỗi, các vị tiên thí hon, các vị chơi trò gì vậy?
sao lại gọi mấy lá bài đó là thư? À ha, ngài cô ba ba, chúng tôi không muốn đánh động ngài, nhưng nếu ngài đã tỉnh giấc thì hãy chơi cùng chúng tôi. Sao các vị lại biết tôi? Hề biết chứ, chúng tôi là những vị tiên bưu điện, không bưu tá nào ở đây mà chúng tôi không biết. Đây không phải những lá bài đâu, là những lá thư chúng tôi phải gửi đi. Đúng thế, chúng tôi gửi thư lên cả trăng sao, vương quốc quỷ, động tiên. Mỗi quân bài chứa một bức thư có ý nghĩa riêng, căn cứ vào những gì viết trong đó. Trong đó, thư đựng trong quân ác đỏ là lá thư mà người gửi thư viết cho người họ yêu quý hơn cả bản thân. Các vị đã mở phong bì ra sao? Làm như vậy là các vị đã vi phạm bí mật thư tín. Chúng tôi cảm thấy được qua phong bì những gì có trong thư. Chỉ cần đặt áp lá thư vào ngực trái, thư nhiều tình yêu, tâm sự người viết thì sẽ tỏa ra hơi ấm nóng. Và nếu chúng tôi đặt những bức thư dán kín trên trán thì còn đọc được những lời viết trong thư. Thật phi thường, tôi có còn cơ hội gặp lại các vị không? Nếu có duyên thì còn gặp lại. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Bức thư này đặt vào ngực, cảm giác nóng như lửa đang cháy. Chắc là viết với những lời lẽ toàn yêu thương. Cậu cô ba ba, xem này. Lại một vị nào đó bỏ thư, không có cả địa chỉ lẫn tem. Để tôi xem, có khi tôi lại gửi đi được. Lẽ nào vì sông sủi đêm ngày đưa thư, đầu óc cậu ta không còn bình thường nữa. Các vị đây rồi, xin hãy giúp tôi với. Bức thư này áp lên ngực, tôi cảm thấy nóng rần, nhưng nó không có địa chỉ. Ngài đang cầm một quân ác đỏ đấy. Đây là một bức thư của một chàng thanh niên viết cho một cô gái mà chàng yêu hơn cả bản thân mình. Marenka yêu quý của anh. Trời ơi, thư nhiều lỗi chính tả quá, cần phải viết là yêu quý của anh. Anh viết cho em rằng anh đã được nhận làm tài xế riêng, cuộc sống đã ổn định hơn. Em hãy coi bức thư này là lời cầu hôn của kẻ nhút nhát, không thể nói lên lời trước em. Anh mong từng ngày thư hồi đáp của em. Nếu em không trả lời, nghĩa là anh đã nhận được một lời từ chối. Dạ, kết thư thật ngọt ngào, Renchit của em. Tôi muốn biết Marenka và Renchit này là ai? Tôi có thể tìm họ ở đâu? Không có manh mối, ngài cô ba ba à. Renchit nào đó viết thư cho cô nương Marenka với cả tâm can để ngỏ lời cầu hôn nàng. Thư hồi đáp không đến sẽ coi như lời chối từ của cô gái. Nhưng tìm mãi mà vẫn không ra cô gái Marenka. Trời đất! Lẽ nào mình đã bị hâm thật như lời ông chủ bưu điện nói? Các vị tiên tí hon không xuất hiện trở lại nữa sau tối đó. Dù thế nào, mình cũng không thể bỏ giữa chừng được. Và cứ như vậy, cô ba ba đi khắp thế gian và đúng 1 năm 1 ngày mà không sao trao được bức thư cho cô gái Marenka. Tính đến nay, mình đã gặp 49.980 Marenka rồi. Một vài cô đang chờ thư, nhưng không phải từ Francis. Có những cô quả là chờ thư từ Francis nào đó, nhưng tiếc thay lại không phải là tài xế mà là thợ nguội, thợ may. Lẽ nào cả năm trời đã hoài công? Anh Bù Tá đi về hướng nào, có muốn đi nhờ không? Cảm ơn ngài, tôi đi hướng nào cũng được. Vậy thì anh lên xe đi. Thứ lỗi cho tôi tò mò, sao xe phải chạy chậm như vậy ạ? Anh thông cảm chút. Tài xế của tôi, anh Francis đây, đã lái cho tôi hơn 1 năm. Anh ấy cẩn trọng lắm, nhưng vì buồn chuyện tình cảm, đôi khi anh ấy trở nên như vậy. Nhưng chỉ tầm 10 phút thôi, dù sao thì lái xe chậm cũng không gây hề hấn gì. Anh tài xế tên Francis buồn chuyện tình cảm ư? Đúng thế, ngài bưu tá à. Anh ta không nhận được hồi âm của bức thư tỏ tình mà anh ta gửi bưu điện cho người mình yêu đúng 1 năm 1 ngày trước đây. Ôi trời ơi, cô nương kia là Marenka, còn đây là anh chàng Francis lơ đãng, viết thư không đề địa chỉ và không dán tem. Sao ngài biết được? Đó là bức thư tôi viết cho nàng đấy ư? Anh chàng ơi, giờ thì nói đi, Marenka sống ở đâu? Bức thư sẽ được đưa tới cho nàng ngay.
Ngài không phải đi đâu cả, ngài Bưu Tá dễ thương ạ. Chúng ta sẽ tới đó ngay bây giờ. Tôi đã đợi bức thư này từ người yêu 1 năm 01 ngày. Tôi định sẽ từ bỏ vào hôm nay để nhận lời yêu người khác. Nhưng ngài Bưu Tá ơi, thư vẫn còn nguyên hồ dáng. Sao ngài biết được tên tôi và anh Francis? Chuyện quan trọng bây giờ là cô nương làm ơn đưa tôi 3 đồng tiền phạt. Bởi vì bức thư gửi cho cô không dán tem. Và hãy quay ra xem kìa. Cuối cùng, đôi trẻ đã có được hạnh phúc. Và người đưa thư cô ba ba của chúng ta cũng hạnh phúc không kém. Thứ gì nặng nhất? Thái tử, ván này nô tài lại thắng rồi. Không chơi nữa. Dạ, mong thái tử bớt giận. Còn không bao cút đi. Dạ, nhưng thưa thái tử. Chuyện gì nữa? Thái tử đã hứa với nô tài, nếu chơi cờ với người mà thắng được 2 ván thì sẽ cho nô tài về quê thăm mẹ mà. Không đi đâu hết, cút đi cho ta. Nhưng mẹ nô tài đang ốm nặng, thái tử đã hứa rồi mà. Hứa thì đã sao chứ, giờ ta không vui, không cho ngươi về nữa. Ngươi dám cãi lệnh sao, muốn chết à? Khôn hồn thì mau biến đi. Thái tử, người đã hứa thì phải giữ lời chứ ạ. À, sao lại nuốt lời thế? Xin người hãy cho nô tài về quê đi ạ. À, mẹ nô tài sắp chết rồi. Ngươi dám mạo phạm ta sao? Người đâu, mang tên này ra chém đầu cho ta. Thái tử, sao người lại vô lý thế chứ? Dừng tay. Hoàng thượng bạn tuế. Ừ, phụ hoàng. Con định giết tình nô tài này sao? Ừ, dạ, tại hắn mạo phạm con nên... Ta đứng bên kia nãy giờ, đã nghe hết chuyện con nói với tình nô tài kia rồi. Ừ, dạ. Các người hãy lui cả đi, còn ngươi cứ về làm việc, lát nữa thái tử sẽ nói chuyện với ngươi sau. Dạ, dạ thưa hoàng thượng. Con tức giận vì chơi cờ thua một tên nô tài, nên đã không giữ lời hứa với hắn, đúng vậy không? Con đường đường là một thái tử mà lại thua một tên hầu. Phụ hoàng nói xem, như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Nhưng đó là do con mà. Con đã hứa với hắn thì phải thực hiện chứ. Con là thái tử, có thực hiện hay không, hắn đâu thể làm gì được con. Còn có sự hắn tội chết thì hắn cũng phải chịu. Tại sao phụ hoàng lại cứu hắn chứ? Hoàng nhi nè, con làm thế là sai rồi. Rồi sau này ai phục tùng con? Phụ hoàng, hắn chỉ là một tên nô tài nhỏ nhoi thôi, có đáng gì để người quan tâm đâu. Hơn nữa, con là thái tử, quyền lực trong tay con, ai dám không phục. Thôi được rồi, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện mà chính ta vừa trải qua trong lần vi hành vừa rồi. Cảnh vật nơi đây thật khiến người ta cảm thấy thư giãn. Có lẽ cuộc sống của người dân cũng không đến mức tệ. Dạ vâng, thưa lão gia, quan huyện vùng này cũng được dân chúng hết lòng cung kính đấy ạ. Thế thì tốt. Tiểu Toàn, cánh đồng bo bo kia trông quả là đẹp mắt. Ta lại gần đó một chút đi. Dạ vâng ạ. Dạ, những cao lương này mới triểu trịch làm sao? Dạ, theo như kinh nghiệm của con thì chắc cánh đồng này đang chờ để thu hoạch đấy ạ. Người xem, những hạt bo bo đã chín mọng rồi này. Thơm quá. Này ông kia, ông vừa làm gì thế? Tại sao ông lại hái cây bo bo? Bà kia, cánh đồng bo bo này là của bà à? Không phải của tôi, nhưng các ông cũng không được hái. Cao lương đang vào thời điểm phơi khô, ông bẻ một cành đi như vậy chẳng phải rất lãng phí hay sao? Một cành này có bao nhiêu là hạt, nông dân chúng tôi ai cũng mong thu hoạch được nhiều. Trong quá trình canh tác, ông có biết là chúng tôi phải vất vả tới mức nào hay không? Tại sao ông lại vô lý như vậy? Vô lý? Bà có biết là đang nói chuyện với ai không? Không cần biết các người là ai, bởi là ai thì cũng vô lý, cũng đáng trách hết. Chỉ là một cành bo bo thôi mà, bà làm gì to tiếng vậy? Cùng lắm là tôi đền cho bà là được chứ gì. Đây, bằng này đủ chưa? Đừng có thấy người sang mà ăn vạ nha. Hôm nay bà kiếm được khối tiền rồi đấy. Lũ dân đen này cứ ném tiền vào mặt là im ngay ấy mà.
bà làm cái gì thế? Tôi biết các người có tiền, các người sống trong sung sướng đầy đủ, nhưng đừng tưởng có tiền là muốn cư xử thế nào cũng được. Cái gì đúng thì tôi vẫn phải nói. Một cành bo bo không đáng gì so với các người, nhưng đối với nông dân chúng tôi, đó là mồ hôi, là nước mắt đấy. Nếu các người không ý thức được điều đó, rồi đi đến đâu cũng lãng phí như vậy, thì người nông dân chúng tôi sẽ rất đau lòng. Nè, bà quá đáng rồi nha. Có biết đây là ai không? Đây là... Tiểu Toàn, thôi đi. Ừ, lão gia, bà ta dám xúc phạm người, phải bắt bà ta về trị tội. Ta nói người thôi cơ mà. Xin lỗi bà. Ừ, lão gia, tại sao... Chúng tôi đúng là đã hành động thiếu suy nghĩ, đã không màng đến vất vả của người nông dân khi trồng nên những cây bo bo này, mong bà bỏ qua cho. Cành cũng đã bẻ rồi, các ông cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi cũng không làm khó các ông nữa, chỉ nói để các ông hiểu nỗi vất vả của người nông dân chúng tôi mà không lãng phí nữa thôi. Bà giải chí phải, chúng tôi đã sai rồi, chúng tôi xin phép rời khỏi đây ạ. Phụ hoàng, người đường đường là vua một nước, tại sao lại chịu hạ mình xin lỗi một bà lão nông dân bần hàn thế chứ? Rõ ràng bà ta đã phạm tội khi quân, khi xúc phạm phụ hoàng mà. Con chỉ thấy tức thay cho người thôi. Con thắc mắc y hệt như Tiểu Toàn vậy. Trước khi trả lời, ta muốn hỏi con một câu. Con có biết trên thế gian này thứ gì là nặng nhất không? Là chì đúng không ạ? À? Không phải. Là sắt ạ? À? Cũng không phải. Tất cả những thứ con nói đều chưa phải là nặng nhất. Bởi nếu dùng sức người vẫn có thể di chuyển được. Trên đời này chỉ có lý là nặng nhất, không ai có thể lay chuyển được. Lý ạ? Đúng vậy, trẫm đường đường là vua một nước, vậy mà chỉ vì một nhánh bo bo mà bị bà lão nông dân mắng cho một trận, không cãi được lời nào. Bởi vì sao? Vì bà lão là người có lý, những lời bà lão nói ra đều hợp tình hợp lý. Nhưng con vẫn chưa hiểu, người là vua mà, ai cũng phải nể sợ chứ, bà lão đó có là gì đâu. Bà lão có nói một câu rất đúng, dù có là ai đi chăng nữa thì nếu làm điều vô lý cũng là đáng trách. Là vua thì càng không thể đi ngược với luân thường đạo lý được, như thế thì người đời mới kính nể. Hoàng Nhi, con đừng nghĩ mình là thái tử mà làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Vừa rồi con cư xử với tên nô tài đó như vậy không đáng mặt Nam Nhi đâu, càng không đáng là một thái tử, trong khi từng lời nói của người đó đều có lý cả. Con sai thì con phải nhận, và lời con đã hứa thì con phải thực hiện. Phụ hoàng dạy rất phải, con đúng là đã quá lỗ mãng rồi. Con xin nghe theo lời chỉ dạy của người, từ sau sẽ thay đổi. Thế mới là con trai ngoan của ta chứ. Tù trưởng Da Đen và Loài Ngựa Một Sừng. Ngày xưa, ở miền rừng núi nọ, có hai bộ tộc da đỏ và da đen thường xuyên xảy ra chiến tranh liên miên, với tham vọng sẽ mở rộng lãnh thổ của bộ tộc mình. Điều này khiến cho dân chúng hai bên đều rơi vào cảnh lầm than. Chiến tranh giữa hai bộ tộc xảy ra từ rất lâu rồi mà vẫn chưa có hồi kết. Dân chúng thì càng ngày đói kém, khổ sở. Ta phải làm gì đó để chấm dứt bi kịch này mới được. Thật vinh hạnh quá. Không biết hôm nay là ngày gì mà một tù trưởng cao quý như ngài lại phải đích thân tới tận đây vậy. Hãy thông báo với tù trưởng của các ngươi là ta muốn gặp ngài ấy để đàm phán. Ngài đích thân đến đây là muốn ngừng chiến sao? Trừ phi ngươi chấp nhận đầu hàng, nếu không thì bọn ta không bao giờ chấp nhận ngừng chiến. Nếu chiến tranh vẫn còn tiếp tục thì dân chúng sẽ còn phải chịu khổ đến bao giờ nữa chứ? Được rồi, muốn bộ tộc ta ngừng chiến cũng được, nhưng với một điều kiện. Ngài đã bao giờ nghe đến ngựa một sừng chưa? Nó là linh thú sống trong rừng sâu mà bộ tộc da đỏ tôn thờ, với ý nghĩa tượng trưng cho hòa bình và cuộc sống tốt đẹp. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai đến gần được nó hết. Nếu ngài có thể thu phục được nó thì toàn bộ người dân của ta sẽ phục tùng ngài vô điều kiện. Được, ta chấp nhận thử thách này.
hãy cho ta 3 tuần. Để có thể chấm dứt chiến tranh, tù trưởng da đen chấp nhận lời thách thức của tù trưởng da đỏ. Hành trình chinh phục ngựa một sừng của ông từ đây bắt đầu. Tốn mấy ngày mới lần tìm được tung tích của ngựa một sừng, nhưng thật không dễ tiếp xúc với nó chút nào. Hãy tìm một con ngựa cái đẹp nhất của bộ tộc đến đây. Tuân lệnh. Sự xuất hiện của ngựa cái đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ngựa một sừng. Nhưng tù trưởng da đen vẫn không dễ dàng gì khi tiếp cận ngựa một sừng vì tính cảnh giác của nó rất cao. Nửa tháng sau. Đến lúc rồi, chúng ta ra mặt thôi. Đau quá. Tại sao lại thế này chứ? Nhất định là có kẻ đã giở trò. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Về thôi, ngày mai chúng ta lại đến. Chúng ta đã làm nó hoảng sợ một lần rồi, không dễ gì dụ được nó ra ngoài lần nữa đâu, thưa ngài. Không sao, ta sẽ tiếp tục kiên trì, cho đến khi nào nó chịu ra ngoài thì thôi. Cái gì? Bọn chúng đã đưa được ngựa một sừng về rồi ư? Ngươi có làm theo những gì ta dặn không? Tôi đã tìm cách dọa cho nó bỏ chạy rồi, nhưng không hiểu sao. Đúng là vô tích sự. Lần này ta phải đích thân ra tay mới được. Tại sao tù trưởng lại phải đưa con ngựa quý đó vào chiếc chuồng trong cùng kia nhỉ? Đừng hỏi nhiều, chúng ta chỉ cần chăm sóc nó thật kỹ trước khi giao nó cho bộ tộc da đỏ là được. Trời lạnh quá. Hay chúng ta đi mua ít rượu về uống cho ấm người đi. Phải đấy, nhưng đi nhanh lên, còn về trong ngựa nữa. Đây là chuồng cuối cùng rồi, chắc chắn con ngựa đó đang ở đây. Hãy ăn đi, ăn nhiều vào. Con ngựa bị hạ độc thưa ngài. Là kẻ nào đã gây ra chuyện này? Thưa, chúng tôi tìm được thứ này trước cửa của chuồng ngựa. Thưa tù trưởng, tù trưởng da đỏ đang kéo quân vây kín bên ngoài doanh trại của chúng ta rồi. Để ta ra ngoài xem sao. Ta nhớ là ngày mai mới là ngày gặp mặt của chúng ta. Ngài mang nhiều quân đến bộ tộc chúng tôi như vậy là có ý gì? Nghe nói ngài đã đưa được con ngựa một sừng về, nhưng đột nhiên nó lại chết không rõ nguyên nhân. Bao đời nay ngựa một sừng là biểu tượng hòa bình của bộ tộc da đỏ. Hay ngài muốn tiếp tục châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai bộ tộc đây? Ra là vậy. Nhưng ai nói với ngài rằng ta đã giết con ngựa một sừng chứ? Nó ở trong doanh trại của ngài bị hạ độc chết. Không phải ngài giết thì còn ai dám làm nữa chứ? Sao ngài lại biết nó bị hạ độc chứ? Chuyện đó... Đúng là doanh trại của ta vừa có một con ngựa bị ngộ độc chết, nhưng đó chỉ là một con ngựa cái bình thường thôi. Nếu hôm nay các ngài đã đến rồi thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng ngựa một sừng nha. Người đâu, thả ngựa. Trời ơi, không thể nào. Chuyện này là thế nào? Tại sao người lại bẩm báo với ta là hắn đã giết con ngựa một sừng rồi? Không phải. Tù trưởng, rõ ràng là thần. Ta còn nhặt được thứ này bên cạnh con ngựa đã chết, không biết ngài có biết nó hay không. Cái này là đồ của người hầu cận bên cạnh ta. Sao ngài lại có nó chứ? Ngươi mới là người đã giết ngựa phải không? Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Phải, là thần làm. 30 năm trước, chiến tranh giữa hai bộ tộc đã xảy ra. Tất cả người thân của thần đã chết trong trận chiến đó. Kể từ lúc ấy, thần đã thề nhất định sẽ phải báo thù. Địch không thể nào có chuyện ngừng chiến với hai bộ tộc được. Chỉ cần con ngựa này chết đi, chiến tranh sẽ tiếp tục xảy ra thôi. Hầu cận đáng thương của ta hy sinh mất mát
là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Ngươi đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi. Đáng lẽ ngươi không nên để biết bao nhiêu người trong bộ tộc rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đừng để lòng hận thù che mờ mắt nữa. Chiến tranh cần phải ngừng lại, thì cuộc sống của hai bộ tộc mới có thể yên bình. Ngươi hiểu không? Đã đến lúc chúng ta phải tạo dựng một cuộc sống mới vì tương lai của con cháu sau này rồi. Nhờ tài trí của mình, tù trưởng Da Đen đã thuyết phục được bộ tộc Da Đỏ chấm dứt chiến tranh. Từ nay trở về sau, hai bộ tộc Da Đỏ và Da Đen sẽ chung sống hòa bình với nhau, đời đời ấm no, hạnh phúc. Đôi ủng Da Trâu. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một người lính trẻ tên Sam. Sau những tháng năm ròng rã nơi xa trường, anh trở về quê nhà với tài sản duy nhất là một đôi ủng làm bằng da trâu. Nhưng ở quê nhà, anh chẳng còn một ai thân thích. Vậy là anh lang thang khắp chốn để mưu sinh. Dù cuộc sống bữa no bữa đói, nhưng người lính ấy vẫn luôn vui tươi, chẳng bao giờ âu lo hay phiền muộn. Hôm ấy, Sam đi qua một khu rừng rậm rạp. Những cây cổ thụ trên đầu tỏa cành tầng tầng lớp lớp, đến nỗi ánh nắng mặt trời không thể lọt qua kẽ lá. Anh lính ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chết thật, không ngờ khu rừng này hoang vu như vậy. Xung quanh chẳng có một dấu chân người. Không biết cứ đi thẳng thì có ra tới bìa rừng không. Trước mặt Sam thấp thoáng bóng của một người đàn ông nơm như thợ săn đang ngồi nghỉ trên một thân cây gỗ mục. Anh chàng mừng rỡ vội chạy lại gần hỏi chuyện. Xin chào bác. Giờ tôi ngồi đây nghỉ một chút, không phiền bác chứ ạ? Anh ngồi đi. Nghe vậy, Sam ngồi xuống bãi cỏ, vươn mình sảng khoái sau nhiều giờ đi bộ mệt mỏi. Bỗng nhiên, ánh mắt của Sam bị thu hút về phía dưới chân người thợ săn nọ. Ông ta đi một đôi ủng da mịn màng, sáng bóng, khiến Sam không khỏi thích thú reo lên. Ôi, đôi ủng của bác đẹp quá. Anh thấy nó đẹp sao? Vậy anh có muốn đổi ủng với tôi không? Sam ngạc nhiên vô cùng, anh bối rối xua tay. Ôi, tôi chỉ có một đôi ủng cũ, làm sao đổi lấy giày mới của bác được đây? Hơn nữa, tôi vốn nay đây mai đó, đi bộ khắp nơi, chỉ có đôi ủng da trâu này mới không hề hấn gì. Giày của bác đẹp như vậy, lỡ làm hỏng thì tôi tiếc lắm. Xem ra anh có nhiều kỷ niệm với đôi ủng này đấy nhỉ? Sam tự hào đáp. Chuyện, tôi đã đi đôi ủng này khắp chốn từ lúc tôi tòng quân cho nhà vua tới tận bây giờ đấy. Thì ra anh là một người lính. Sam say sưa kể chuyện cho người đàn ông xa lạ. Nhưng bây giờ tôi giải ngũ rồi, ở quê chẳng còn ai thân thích, nên sau khi theo học một vị tu sĩ vài chiêu học thuật, tôi lại lang thang khắp nơi, nay đây mai đó. Bỗng nhiên, bụng Sam đói ùng ục, anh chàng ngượng nghịu ôm bụng đứng dậy. Ôi, mãi kể chuyện mà quên ăn, tôi đói quá, phải đi tìm gì đó để ăn thôi. Bác cho tôi hỏi đường này đi về đâu ạ? Người thợ săn thở dài, lắc đầu. Tôi cũng không biết nó đi về đâu nữa. Tôi đang lạc ở trong rừng này, đi lòng vòng mỏi như cá chân mà chưa tìm được lối ra. Còn anh chàng Sam thì lại vui vẻ vì đã tìm được một người cùng cảnh ngộ trong cánh rừng hoang vu này. Dẫu sao, có hai người vẫn tốt hơn ở một mình. Nếu vậy thì bác cũng giống tôi rồi, chúng ta cùng đi tìm đường nào. Người thợ săn ngạc nhiên nhìn Sam. Còn đang lạc đường, chưa biết tối nay ra sao mà anh vẫn vui vẻ vậy ư? Sam thản nhiên nhún vai. Thì còn có cách nào khác nữa đâu chứ. Đi thôi, người có đôi ủng bóng ơi. Vậy là hai người họ, một già một trẻ, kết bạn và cùng lần tìm con đường thoát ra khỏi cánh rừng. Họ cứ đi mãi cho đến khi màn đêm dần buông xuống. Anh chàng Sam vẫn vui vẻ nói những câu bông đùa để trấn an người bạn đường của mình. Và rồi họ nhìn thấy một căn lều nhỏ thấp thoáng ánh đèn giữa những rặng cây tùm. Sam mừng rỡ reo lên. Chúng ta không ra khỏi rừng được rồi, nhưng túp lều kia sáng đèn, chắc chắn có người ở. Chúng ta sẽ đến đó xem sao. Thế là hai người đi đến căn lều và gõ cửa. Một bà cụ hé mở cửa, nhìn họ đầy thận trọng. Các anh là ai? Dạ, thật may mắn quá, chúng tôi đi lạc đường mãi trong rừng thì gặp một căn lều của bà. Xin bà cho chúng tôi tá túc nhờ một đêm ở đây được không ạ? Vẻ mặt bà cụ bỗng hoảng hốt,
Không giấu gì hai người, đây là nhà của một toán cướp. Tốt hơn hết, hai người nên nhanh chóng ra khỏi đây đi, trước khi chúng về, kéo mất mạng như chơi đấy. Người thợ săn nghe nói đến toán cướp, bèn ái ngại nhìn Sam, tỏ ý hãy mau rời đi. Nhưng Sam nhất định ở lại, cậu tiếp tục van xin bà cụ. Bà ơi, đã hai ngày nay tôi chưa có gì vào bụng hết, mất mạng ở đây hay chết đói trong rừng cũng chỉ vậy thôi. Xin bà thương tình để cho chúng tôi vào đi. Bà cụ nhìn hai người lạ một lượt từ đầu đến chân, ngần ngừ giây lát, rồi miễn cưỡng gật đầu, mở rộng cửa. Nếu đã như vậy thì hai người vào đi. Sam mừng rỡ bước vào khi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khắp bốn phía căn lều. Còn người thợ săn thì chần chừ nhón từng bước chân, cẩn trọng nhìn ngó khắp xung quanh. Sam bèn kéo tay bác ta vào hẳn trong lều. Nào, cái bác đi ủng bóng nhát gan này, cứ vào đi đã nào. Người thợ săn lắp bắp. Anh không thấy sợ gì ư? Sam chặt lưỡi. Chết đói thì không sợ chắc. Nào, bác cứ theo tôi, đừng có sợ. Vậy là hai người cùng theo cụ già đi về phía bếp. Bà cụ chỉ vào chỗ lò sưởi ở góc bếp. Hai người nấp ở đằng sau cái lò lửa này nha. Nếu như chúng còn thừa thức ăn, tôi sẽ mang qua cho. Sam và người thợ săn làm theo lời bà cụ. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng bước chân ầm ầm và một giọng nói gớm ghiếc vang lên khiến ai nấy trong lều đều giật thót. Bà già đâu? Mau dọn đồ ăn ra, đổi sắp lã rồi, khẩn trương lên. Ngay sau đó, một toán cướp đi vào lều. Chúng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Bà cụ vội vàng bưng ra từng tảng thịt lớn để trên bàn. Toán cướp cầm lấy và nhai nhòm nhòm. Sam hít hà mùi thịt nướng bay ra. Đã hai ngày nay cậu chưa có gì ăn, bụng réo ùng ục. Tôi đói quá, mùi thức ăn lại thơm thế này nữa. Bụng tôi cũng đang réo vang đây này. Bỗng nhiên, mặt ông khựng lại và ông hắt hơi một tiếng rõ to. Nghe tiếng hắt hơi, bọn chúng liền bỏ dao đĩa xuống và thận trọng cầm dao đi về phía lò sưởi. Hai tên cướp dữ dằn quát lớn. Kẻ nào đang ở đây? Thật to gan lớn mật mà. Một tên cướp vội túm cổ bà cụ và nghiến răng đe dọa. Bà dám để kẻ lạ vào nhà, để xem ta xử lý bà thế nào đây. Bà cụ sợ hãi vô cùng. Thấy tình cảnh nguy hiểm của bà cụ, Sam không đành lòng. Anh đứng lên và nói lớn, khiến cả toán cướp đều đổ dồn sự chú ý về phía anh. Nè, các ngươi hãy để cho bà cụ được yên đi. Chuyện này không liên quan đến cụ, là ta đây muốn đến thăm các ngươi thôi. Tên tướng cướp bước lại gần chỗ Sam, nhìn anh một cách mỉa mai. Ngươi ư? Ai chà chà, thật là to gan. Một mình ngươi mà dám bén mạng tới đây sao? Rồi hắn bước lại gần phía lò sưởi, nhìn ngó dò xét, khiến người thợ săn đi giày da bóng đứng sau lò sưởi run lẩy bẩy. Thấy vậy, Sam vẫn bình tĩnh nói. Đúng, chỉ một mình ta đến đây thăm bọn ngươi, có gì mà ta không dám chứ. Nghe khẩu khí của Sam, tên cướp nọ bèn buông bà cụ xuống và cười ha hả. Để xem cho ngươi đu trên cành cây khô cao trót vót thì ngươi còn to miệng được nữa không. Người đàn ông nấp sau lò sưởi nghe thấy vậy thì run lẩy bẩy. Nhưng Sam vẫn không hề sợ sệt mà đáp lại. Nhưng mà cho tôi ăn chút gì đi đã, rồi các anh muốn xử trí thế nào cũng được hết. Dù sao thì tôi cũng đâu còn đường thoát nữa đâu. Anh cho tôi đu cành khô với cái bụng lép kẹp thì vui thế nào được đây. Bọn cướp thấy Sam xin ăn thì cười phá lên, riêng tên đầu sỏ thì gật gù. Khá lắm, chúng ta sẽ cho ngươi được toại nguyện trước khi chết. Không chần chừ thêm một giây phút nào, Sam nhảy bổ vào bàn và cầm từng miếng thịt lớn lên ăn ngấu nghiến. Bọn cướp sửng sốt nhìn Sam ung dung ăn uống, chúng xúm lại quanh anh và suýt xoa. Ồ, tên này khá nhỉ. Đại ca ơi, giết nó thì phí quá, hay là cho nó nhập bọn chúng ta đi. Nghe vậy, Sam vừa ăn vừa cười hền hệt nói với tên tướng cướp đang đứng ngay bên cạnh. Món này ngon đấy, nhưng còn thiếu rượu nữa, anh bạn mang ra đi chứ. Được lắm, ta cũng đang muốn xem một kẻ sai bí tỉ đu cành khô thế nào. Bà mau xuống hầm lấy thật nhiều rượu lên đây, nhanh nào. Bà cụ sợ hãi, vội vàng lật đật chạy đi lấy rượu. Bọn cướp lại vui vẻ tiếp tục nhập tiệc. Chẳng bao lâu sau, rượu đã được mang ra. Bỗng nhiên, Sam cầm chai rượu và đứng lên, cua khoắng trên đầu bọn cướp, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Bọn chúng lại được dịp xem anh như một trò tiêu khiển. Tên này có kiểu uống rượu cũng lạ nhỉ. Cả bọn xung quanh vừa đánh chén vừa cười không dứt cơn.
Sam vẫn cầm chai rượu, miệng tiếp tục lẩm nhẩm và bất ngờ ra lệnh. Các người sống, dừng há hốc mồm ra, giơ tay lên, ngay bây giờ. Ngay tức thì, cả toán cướp im bặt, tất cả đều giơ tay lên theo lệnh của Sam, không một ai nhúc nhích. Một hồi lâu sau, người thợ săn trốn sau lò sưởi mới dám rón rén bước ra và hết sức ngạc nhiên hỏi Sam. Trời ơi, sao cậu có thể khiến chúng trở nên nghe lời như vậy? Chẳng phải tôi đã nói với bác rằng tôi có một thời gian học chiêu thuật của một vị tu sĩ già sau khi đi lính về sao? Người thợ săn nọ bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. À, tôi nhớ rồi. Và chiêu thuật này cần phải có rượu đúng không? Anh thật là liều lĩnh khi không biết chắc được ở đây có rượu hay không. Sam thản nhiên bưng ra một miếng thịt lớn cho người thợ săn và nhún vai. Nếu không bảo hiểm thì giờ tôi và bác đã đói lả trong rừng và bị sói hoang ăn thịt rồi. Chắc bác cũng đói lắm rồi, chúng ta mau ăn đi thôi, món thịt này ngon tuyệt luôn. Cảm ơn anh, cũng nhờ anh đã nhanh trí, nếu không thì bọn cướp đã giết chết chúng ta rồi. Đúng lúc ấy có tiếng ồn ào bên ngoài vọng lại, những ánh đuốc bập bùng di chuyển càng lúc càng gần với túp lều nhỏ. Sam và bà cụ hoảng hốt, không biết điều gì đang xảy ra với họ thì người thợ săn nọ trấn an và bước ra mở cửa. Trước mặt họ là một toán quân lính, ai nấy đều cầm vũ khí và mặc áo giáp nai nịch gọn gàng, tất cả đều cúi rạp xuống. Muôn tàu đức vua, chúng thần tội đáng muôn chết. Nghe vậy, Sam giật mình nhìn người bạn đường của mình đang dõng dạc ra lệnh cho tớp lính. Các người mau vào trong, bắt bọn cướp kia tống vào ngục ngay. Tuân lệnh. Rồi ông quay lại nhìn Sam với ánh mắt trìu mến. Khi ông cởi bỏ chiếc áo khoác cũ ra, trên người ông là một bộ trang phục cao quý mà chỉ nhà vua mới được phép mặc. Sam vẫn sững sờ chưa hiểu mọi chuyện, nhà vua đã mỉm cười. Hỡi chàng trai trẻ dũng cảm, ta chính là vua của vương quốc này. Sam vội vàng quỳ xuống trước đôi ủng bóng loáng trước mặt. Mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này đều trở nên lộn xộn, khiến anh trở nên bối rối. Thưa nhà vua, thần không nhận ra người, thật là tội đáng muôn chết. Nhà vua khẳng khái bước tới đỡ Sam đứng dậy. Đứng lên nào anh bạn trẻ, người đã cứu ta thì sao ta có thể trách tội người được. Người nói đúng lắm, tùy vào hoàn cảnh, cái gì có ích thì mới đáng quý. Vì đôi ủng bóng này mà ta trượt chân trên lưng ngựa rồi đi lạc trong rừng, mai sau gặp được ngươi, một người lính lạc quan với đôi ủng da trâu. Lúc bấy giờ, Sam mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn người đã không trách tội ạ. Mà ngươi có thể làm giúp ta một đôi ủng da trâu để đi săn được không? Ta cũng muốn có một đôi ủng như ngươi, nhất định ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh. Tất nhiên là anh chàng Sam đã mừng rỡ nhận lời đề nghị của nhà vua. Từ đó về sau, cuộc sống của anh lính trẻ không còn vất vả như trước nữa. Và anh cũng không quên dành tặng cho mình một đôi ủng da trâu mới. Cây chùy của quỷ. Ngày xưa, có hai anh em sống ở một làng nọ. Người anh vô cùng giàu có, nhà cao cửa rộng, trong khi người em lại nghèo khó, phải kiếm củi mưu sinh qua ngày. Người anh tuy giàu nhưng vô cùng ích kỷ, lại còn phó mặc hoàn toàn việc chăm sóc cha mẹ cho người em, mặc cho ba mẹ già yếu cũng chẳng thèm hỏi han đến. Một tay người em chăm lo, phụng dưỡng ba mẹ, nhưng cậu không một lời oán thán người anh. Dạ, càng về trưa trời càng oi nóng, ta kiếm gốc cây ngồi nghỉ mát một lát. Dù sao hôm nay kiếm được gùi củi đầy thế này cũng là tốt rồi. Chốc nữa mình mang chỗ củi này xuống núi đổi lấy gạo. Bố mẹ ở nhà thấy ta mang gạo về sẽ vui lắm đây. Ôi, những hạt phỉ này mới ngon là làm sao. Rơi dù hạt phỉ thế này, mình phải nhặt về cho bố mẹ cùng ăn. Dạ, hôm nay đúng là một ngày may mắn. Trời ơi, chết thật, cơn giông đang kéo đến, mình phải mau mau xuống núi mới được. Trời ạ, gió lớn quá, thế này thì không kịp xuống núi thật rồi. Phải tìm nhà nào để xin trú tạm. Nhưng sao không thấy có cái nhà nào gần đây ta? Mình biết phải trú tạm vào đâu đây? Hơi may quá, đằng kia có một căn nhà, mình phải nhanh chân chạy đến đó trú tạm. Trời ơi, cơn mưa lớn quá, cứ kiểu này chắc phải chờ lâu đây. Hình như căn nhà này bỏ hoang đã lâu rồi. Đằng nào cũng phải chờ cơn mưa tạnh hẳn. Thôi thì ta cứ nằm ra đây ngủ một lát cho đỡ mỏi.
Người em nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Cơn mưa đã tạnh từ lâu mà cậu không hề hay biết. Khi màn đêm buông xuống, cậu mới bừng tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào từ đâu vọng tới. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn uống tưng bừng cả đêm luôn. Đúng vậy. Chết rồi, lũ quỷ, chúng đang đi về phía này. Không lẽ đây là chỗ trú ngụ của chúng sao? Trời ơi, biết trốn đâu bây giờ? Căn nhà trống hết trống hoác thế này, mình mà không trốn thì chúng ăn thịt mình mất. Sao mình lại ngủ quên được cơ chứ? Cuối cùng đã về tới nơi rồi. Sao lại tối đen thế này? Hãy làm cho căn nhà này sáng lên đi. Căn nhà, hãy sáng lên đi nào. Sáng lên rồi, mau xin thêm rượu thịt, chúng ta cùng ăn một bữa no say. Hãy cho thêm rượu và thịt nào. Dạ, những chiếc chày đó thật vi diệu, chỉ cần đập chày xuống là muốn gì được đấy. Thảo nào bọn quỷ này sống thật vui sướng. Không biết bao giờ chúng mới rời đi để ta còn về nhà. Đã thế cả ngày nay còn chưa được miếng cơm nào vào bụng nữa chứ. Đói quá. Giá như có thứ gì để lót dạ thì tốt biết mấy. À phải rồi. May quá, vẫn còn hạt phỉ này. Ta ăn tạm cầm hơi cho đỡ đói vậy. Hình như có tiếng gỗ kêu rắc chúng mày ơi. Không lẽ căn nhà này sắp sập rồi. Ôi, thế thì nguy hiểm quá. Chạy mau kẻo không kịp, chạy thôi. Chạy mau chúng mày ơi, nhà sắp sập rồi. Chạy mau kẻo không kịp. Ôi, bọn chúng mãi chạy, quên mang theo hai chiếc chùy thần kỳ rồi. Wow, mình phải đạp thử xem mới được. Mình nên ước gì bây giờ? À, thử ước vàng bạc châu báu xem sao. Vàng bạc, hãy hiện ra đi nào. Người em bắt chước lũ quỷ, thử đập chùy xuống nền đất và yêu cầu cho ra vàng bạc. Lập tức những thỏi vàng, thỏi bạc bắn ra tung tóe. Thì quá đi, là vàng bạc thật nè, mình giàu to rồi. Thần kỳ quá, mình phải về nhà ngay thôi. Người em mang theo chiếc chùy bạc về nhà khoe với ba mẹ. Chàng gõ chiếc chùy xuống đất và ra lệnh, lập tức nền đất lóe sáng. Những thỏi vàng, thỏi bạc bay ra, khiến cha mẹ chàng vô cùng kinh ngạc. Hả? Thật không thể tin nổi. Chiếc chùy thần kỳ gõ ra vàng ra bạc thiệt. Không chỉ vàng bạc, chiếc chùy của bọn quỷ có thể cầu gì được đấy. Từ nay nhà chúng ta sẽ không còn phải sống nghèo khổ nữa rồi. Nhờ có chiếc chùy thần kỳ, người em cùng bố mẹ bỗng chốc đổi đời, sống cuộc sống sung túc, giàu có, nhà cao cửa rộng. Mình có nhìn nhầm không đây? Sao nó lấy đâu ra nhiều tiền mà xây nhà bề thế như vậy chứ? Nó im ỉm thế mà bao lâu nay mình không biết gì ta. Ghé vào hỏi Hằng xem sao. Anh uống chén trà cho nóng. Tí nữa anh ở lại ăn cùng em và bố mẹ nha. Em bảo người làm cơm đãi anh. Lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau. Bố mẹ cũng nhắc anh nhiều lắm. Biết thế đã. Mà nè, anh hỏi thật, em lấy đâu ra tiền mà xây được cơ ngơi đồ sổ thế này hả? Hay là em đào được vàng? Không phải đào được vàng thì là vì cái gì? Sao bỗng chốc em giàu có thế này chứ? Chúng ta là anh em ruột thịt, em đừng có giấu anh. Căn nhà, hãy sáng lên đi nào. Sáng lên rồi, mau xin thêm rượu thịt, chúng ta cùng ăn một bữa no say. Hãy cho thêm rượu và thịt nào. May quá, vẫn còn hạt phỉ này. Ta ăn tạm cầm hơi cho đỡ đói vậy. Hình như có tiếng gỗ kêu rắc chúng mày ơi. Không lẽ căn nhà này sắp sập rồi. Ôi, thế thì nguy hiểm quá. Chạy mau kẻo không kịp, chạy thôi. Đói quá. Giá như có thứ gì để lót dạ thì tốt biết mấy. À phải rồi. Thì ra mỗi chuyện là vậy. Em thật là may mắn em trai ạ. Rời nhà người em, người anh không về nhà mà chạy như bay vào rừng. Như nó kể thì bọn quỷ còn một chiếc chùy vàng nữa. Bằng mỗi giá
mình phải lấy được rồi mang về nhà. Mình sẽ ước thật nhiều vàng bạc châu báu, nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Là cái phỉ đây rồi. Ta sẽ giặt thật nhiều hạt phỉ rồi dọa cho bọn quỷ một phen khiếp vía. Sao lại tối đen thế này? Hãy làm cho căn nhà này sáng lên đi. Căn nhà này hãy sáng lên đi nào. Chiếc chùy vàng kia rồi, nó phải là của ta. Cơ hội đã đến rồi, ta sẽ cắn hạt phỉ để các ngươi cút hết đi. Nè, tiếng động hôm trước đấy, hơn nhân rồi. Làm sao để chiếc mũi quay lại hình dáng ban đầu bây giờ? Làm sao để mũi của anh ngắn lại như cũ bây giờ? Em cứu anh với. Có chuyện gì anh từ từ kể lại cho em nghe đi. Trong kia có một tên nằm trên xà nhà, mau lôi cổ nó xuống đi. Mũi nói lằng nhằng, đập cho nó một trận cho chừa thôi ăn cắp đi. Phải đây, đập đây. Này thì ăn cắp này, phải ăn trộm, dám chối này. Cho người hết mặt mũi mà ra đường luôn nha. Làm sao để mũi của anh ngắn lại như cũ bây giờ? Em cứu anh với. Kìa anh hãy đứng lên đi đã, để em thử dùng chiếc chùy này xem sao. Em làm đi, làm thử giúp anh, miễn là anh được trở về như cũ. Nếu không, anh còn mặt mũi nào mà sống và đi ra ngoài được. Vâng, anh đợi em. Hãy cho chiếc mũi thu lại như cũ nào. Nhỏ lại rồi. May nhờ có em mà anh thoát nạn. Từ nay về sau, anh hứa sẽ không tham lam và cùng em phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ già. Từ đó, hai anh em dọn về ở chung với nhau, sống thuận hòa, hiếu nghĩa với cha mẹ. Người em dùng chiếc chùy bạc tạo ra của cải, đem phân phát cho người nghèo khổ quanh vùng, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Lọ thuốc thần. Ở thị trấn nọ, có một người đàn bà tên là Hudi, làm nghề nhũ mẫu, chuyên chăm sóc người ốm và nuôi dạy trẻ. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Và một đêm nọ, khi mọi người đang say giấc nồng, chợt có tiếng gõ cửa liên hồi làm bà giật mình thức giấc. Nửa đêm rồi còn ai gõ cửa nhà mình thế nhỉ? Hả? Ông tìm ai mà đến vào đêm hôm như vậy? Bà Hudi phải không? Tôi biết bà vốn là người chăm sóc trẻ sơ sinh rất cẩn thận, nên tôi mới đến tìm bà. Vợ tôi mới sinh con, nhưng cô ấy lại mắc bệnh nên không thể chăm sóc đứa nhỏ được. Giờ đứa nhỏ quấy khóc quá, bà có thể đến chỗ chúng tôi chăm sóc con giùm vợ chồng chúng tôi một thời gian được không? Sao cơ? Đi ngay bây giờ à? Nhưng đang nửa đêm mà. Đi bây giờ tôi e không tiện cho lắm. Ông có thể để lại địa chỉ, sáng mai tôi sẽ qua nhà của ông sớm. Không được, phải đi ngay bây giờ. Đứa nhỏ quấy khóc lắm rồi, tôi không thể chờ được nữa. Xin bà hãy đi luôn với tôi. Xin bà làm ơn hãy giúp gia đình chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ mang ơn bà suốt đời này. Đứa trẻ đang rất cần bà, mong bà hãy thương tình giúp giùm. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, vợ chồng tôi chết mất, tôi sẽ trả công cho bà thật hậu hĩnh. Thôi được rồi, ông chờ tôi lát, để tôi chuẩn bị đồ đã. Bà Hudi theo người đàn ông phi ngựa như bay trong đêm tối tĩnh mịch. Trong lòng bà vẫn đầy suy tư.
tại sao người đàn ông này lại đòi bà đi bằng được vào đêm tối như vậy chứ. Nhưng rồi bà lại gạt đi, bởi chắc thằng nhỏ ở nhà quấy dữ dội lắm, nên người đàn ông này mới có vẻ gấp gáp như vậy. Tới một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa một cánh đồng hoang rộng lớn, bà Hudi theo sau người đàn ông đi vào. Bà nhìn xung quanh, chợt một cảm giác lạnh xương sống gợn lên. Bà Hudi cảm thấy hơi nghi ngại. Sao ở đây lại tối tăm vắng lặng thế này? Bà chỉ việc chăm sóc đứa nhỏ, còn những thứ khác không cần để ý đến. Nó đang khát sữa, bà hãy cho nó bú đi. Để tôi cho nó bú ngay đây. Bé ngoan nào, ngoan nào. Cả đêm hôm đó, bà Hudi chăm sóc đứa bé cẩn thận. Bà ôm nó vào lòng cưng nựng như thể đứa bé đó là con của bà vậy. Cho đến sáng hôm sau, bà đang ngủ, bỗng ôm thằng bé ở trong lòng. Chợt có tiếng gọi làm bà giật mình tỉnh giấc. Bà Hudi! Trời sáng rồi, bà hãy đưa đứa nhỏ cho tôi và vào bếp nấu chút gì đó cho vợ tôi ăn đi. Chắc hẳn cô ấy đang đói lắm rồi. Được thôi, tôi sẽ đi ngay. Để tôi đi nấu cho cô ấy một chút cháo ăn cho nhanh lại sức. Để tôi mang nến và thắp sáng căn phòng này nha. Trông nó có vẻ tối tăm quá. Mà trẻ con sống trong bóng tối nhiều không tốt đâu. Chỉ ít phải có chút ánh sáng, trẻ mới nhanh phát triển được. Không cần đâu. Vợ tôi mắc bệnh sợ ánh sáng. Bà không cần phải mang nến vào đâu. Thế thì thôi vậy. Mình có cảm giác căn nhà này có gì đó rất là kỳ quái. Bà Hudi, bà bế đứa bé này giúp tôi. Khi nào đứa nhỏ ngủ dậy, bà hãy bôi thuốc này vào mí mắt cho nó. Đây là thuốc gì vậy? Tôi đi chăm trẻ rất nhiều, nhưng chưa thấy ai bôi thuốc vào mí mắt cho chúng cả. Liệu... Bà cứ làm theo lời tôi nói và đừng hỏi gì cả. Mà tuyệt đối, bà không được bôi nó lên mắt bà đâu, nhớ đấy. Tôi nhớ rồi. Giờ tôi phải ra ngoài có việc. Bà ở nhà chăm sóc mẹ con chúng cẩn thận. Hãy nhớ lời tôi dặn và đừng tò mò quá về bất cứ chuyện gì. Bổn phận của bà chỉ là chăm cho vợ và con tôi chu đáo là được rồi. Tôi biết rồi. Không biết đây là thuốc gì nhỉ? Và bôi vào mí mắt đứa bé để làm cái gì? Ôi, đứa bé này bị lác ư? Đêm qua nó không mở mắt nên mình nhìn không rõ. Tuy tò mò về lọ thuốc kỳ lạ kia, nhưng vì lời dặn dò của người đàn ông, bà Hudi vẫn làm theo. Bà khẽ bôi thuốc lên mí mắt của đứa trẻ. Kỳ lạ thay, một luồng ánh sáng hiện lên bao quanh lấy mắt của đứa bé. Và chỉ trong chốc lát, mắt đứa bé trở lại như bình thường. Trời, đây đúng là thuốc tiên rồi. Có thể chữa mắt lác thành mắt bình thường. Vậy mắt bình thường có khi nào sáng lên không? Mắt mình dạo này cũng kém quá. Hay là... Sau khi bà Hudi tra thứ thuốc thần lên mắt, khung cảnh trước mắt bà hoàn toàn thay đổi. Căn phòng tối tăm bỗng chốc trở thành một căn phòng sáng trưng và trang hoàng lộng lẫy. Người vợ xấu xí biến thành một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với bộ đồ trắng mốt và suối tóc mềm mượt như nhung. Những đứa trẻ chơi quanh giường biến thành các thiên thần có cánh đang bay lượn. Hả? Trời ơi! Thật không thể tin được! Mọi thứ đã trở nên khác lạ như vậy sao? Ta đã lạc vào chốn thần tiên rồi. Bà chỉ việc chăm sóc đứa nhỏ, còn những thứ khác không cần để ý đến. Bà cứ làm theo lời tôi nói và đừng hỏi gì cả, nhớ đấy. Mình phải tuyệt đối im lặng mới được. Nếu ông ta biết mình đã lén bôi thuốc vào mắt, chắc chắn sẽ trừng phạt mình cho mà xem. Xem ra căn nhà này có rất nhiều điều kỳ lạ. Nếu như đây là chốn thần tiên thì chắc hẳn sẽ có nhiều báu vật. Mình sẽ lợi dụng lúc không có ai để ý, xem có trộm được đồ vật nào có giá trị hay không. Như vậy cả đời này mình không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Nhờ bôi thuốc vào mắt mà mình nhìn thấy căn phòng bí mật của ngôi nhà này. Phải tranh thủ lúc hắn ta đi vắng vào xem mới được. Ngay trước mắt của bà, một chiếc rương lớn đặt ngay ngắn ở chính điện. Bà tò mò đi vào và mở chiếc rương ra. Bà sửng sốt khi chiếc rương mở ra đến đâu, ánh sáng chiếu ra đến đó. Trời ơi, ta có đang nằm mơ hay không? Nhiều vàng bạc châu báu quá. Nhiều thế này, mình lấy một chút chắc cũng không sao đâu.
Một thời gian sau, vợ tôi đã hoàn toàn bình phục và có thể tự mình chăm sóc đứa nhỏ rồi. Bà có thể về được rồi. Đây là 100 đồng tiền vàng, là tiền công tôi trả cho bà. Chỉ có 100 đồng tiền vàng thôi hay sao? Bà có vẻ không hài lòng. Với số tiền đó, bà có thể ăn tiêu thoải mái trong mấy tháng liền. Tôi hài lòng mà. Nhiều vàng bạc châu báu thế mà chỉ trả cho mình có 100 đồng vàng, có đáng là bao chứ? May mà mình đã lén giấu một ít mang về rồi. Bà hù đi. Vậy tôi sẽ đưa bà về ngay trong đêm nay. Bà chuẩn bị đồ đi. Ngay đêm nay sao? Trong đêm đó, người đàn ông chở bà Hu đi về nhà với con ngựa đen sì, đôi mắt thì luôn rực lửa. Ông ta bắt mình đi và về trong đêm, để mình không biết đường đến nơi ở của ông ta đây mà. Thật là đáng tiếc. Một thời gian sau, bà Hu đi, dạo này kiếm được nhiều tiền hay sao mà ăn diện thế? Có mối nào ngon giới thiệu cho chúng tôi với? Không đời nào tôi nói cho các bà biết bí mật đó đâu. Tôi cũng đang mong gặp lại người đàn ông đó đây. Giá mà mình có thể quay lại căn nhà đó một lần nữa, mình sẽ lấy thật nhiều vàng bạc mang về. Trời giúp ta rồi, kia chẳng phải là người đàn ông đó hay sao? Chào ông, vợ con ông vẫn khỏe chứ? Bà nhìn thấy tôi sao? Đương nhiên là tôi nhìn thấy ông rồi, còn thấy rất rõ nữa. Ông đang muốn mua kẹp tóc cho vợ hay sao vậy? Bà nhìn thấy tôi rõ thế sao? Vậy chắc hẳn bà cũng nhìn thấy rất rõ mọi thứ diễn ra trong căn nhà của tôi, đúng không? Tôi... Bà đã không làm theo lời tôi dặn, dám bôi thuốc lên mắt mình, có đúng không? Tôi không dám, tôi chỉ... Vậy chắc hẳn bà chính là người đã bước vào căn phòng bí mật và lấy cắp đi không ít châu báu. Tôi... Được lắm, bà sẽ phải trả giá cho sự không nghe lời và tham lam đồ của người khác. Bà đã biết được bí mật của ta, thì từ nay bà sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Vậy là chỉ vì tham lam và không trung thực mà bà Hudi, đang từ người có nhiều tiền, có thể nhìn thấy mọi vật, trong bỗng chốc trở thành một người mù không nhìn thấy gì. Kể từ đó, người trong trấn vẫn thường khuyên nhau chớ nên tham lam bất cứ những gì không thuộc về mình, để rồi một ngày sẽ bị trả giá giống như bà Hu đi vậy. Trời ơi, mắt của tôi không thấy gì nữa rồi. Trời ơi. Sự tích chó sói. Ngày xưa, sau khi Thượng Đế tạo ra muôn loài, Ngài rất hài lòng vì sự đẹp đẽ và đa dạng của các cõi. Thế nhưng, vẫn có một điều khiến Thượng Đế cảm thấy trăn trở. Ủa, chuyện gì thế kia? Xin chút nữa thì bắt được con mồi. Hay có ai chỉ đường hắn thoát nhỉ? Để dụ hắn vào ẩn trong vùng đầm lầy tối tăm này, tôi ra tay rồi. Ai biết mà giúp hắn chứ? Trời ơi, bực mình mà. Rồi quỷ sứ xem chừng vẫn còn quá nhiều xấu xa. Nếu chúng không chịu sửa chữa thì muôn loài dưới đó khó mà yên ổn đây. Phải gọi chúng lên đây giáo huấn thêm mới được. Dạ mà ta cũng có vật nuôi để sai bảo như con người, thì sẽ chẳng bao giờ để thoát con mồi nào cả. Thượng Đế cho triệu hồi nhà ngươi, mau theo chúng ta. Có chuyện gì mà bỗng dưng Thượng Đế triệu hồi thế nhỉ? Nhanh chân nào. Khởi bẩm Thượng Đế, thần có mặt cả. Quỷ sứ, từ ngày muôn loài dưới trần gian bắt đầu cuộc sống, ta chưa có dịp gặp ngươi. Nay cho gọi ngươi lên đây để nghe ý ngươi về cuộc sống dưới đó xem thế nào. Tâu Thượng Đế, tác phẩm của ngươi quá là toàn mỹ rồi hả? Ý ngươi thật là như vậy sao? Thế còn về tự bản thân nhà ngươi thấy mình thế nào? Thượng Đế lại muốn hỏi về bản thân mình thế?
đúng rồi. Đây quả là một cơ hội hiếm có. Nguồn tàu thượng đế, bản thân thần biết rằng mình còn rất nhiều khiếm khuyết, xin thượng đế rộng lòng ạ. Và cũng nhân đây được diện kiến thượng đế, thần muốn xin người một ân sủng. Người nói đi. Muôn tâu thượng đế, thần thấy ở dưới trần gian, thật ra vẫn thiếu một con vật nữa. Chính vì thế, thần muốn xin người tạo ra thêm loài vật ấy. Thiếu một con vật ư? Người nói xem đó là con gì? À, đó chính là con vật thật khỏe mạnh và nhanh nhẹn, để có thể canh giữ được cả khu rừng rộng lớn, để tránh bị con người chặt phá cây rừng và săn bắn bừa bãi ạ. Ta đã tính đến chuyện đó, nên chẳng phải trong rừng đã có các loài thú dữ như hổ, gấu rồi đấy hay sao? Đúng là đã có thú dữ, nhưng khi mùa đông đến, chúng đều đi ngủ và tránh rét hết. Lúc ấy rừng xanh chẳng còn ai trông nom cả, thượng đế ơi! Tâu thượng đế, nếu được người cho phép thì thần xin được tự tay làm ra loài vật đó được không ạ? Và thần sẽ dạy dỗ nó trong coi khu rừng thật cẩn thận. Đúng là nếu quỷ sứ đã có ý tu tâm dưỡng tính vì mục đích tốt thì cũng nên khuyến khích. Được, ta cho phép nhà ngươi tạo ra loài vật ấy. Khi nào làm xong con vật đó, ngươi hãy nói câu thần chú sau: hãy sống dậy và diệt trừ ma quỷ có giả tâm, loài vật đó sẽ được ta ban cho sự sống. Dạ, đa tạ thượng đế. Vậy là từ nay ta sẽ có loài vật nuôi của mình rồi. Ngay đêm hôm đó, quỷ sứ hì hục tạo ra con vật theo ý của nó. Nó dùng một cây sào cứng hình trụ dài làm xương sống cho con vật, một khúc gỗ to hình trụ làm đầu. Quỷ sứ lại lấy một cục gạch cắt khối chữ nhật làm lưng, lấy nhành cây dương sỉ làm đuôi, chân là bốn khúc cây nhỏ hình trụ, còn trái tim của con vật đó là một hòn đá cuội tròn xoe đen xì, có khối hình cầu lồng trên người con vật, được quỷ sứ dùng rong rêu phủ lên. Khi sắp hoàn thành con vật của mình, quỷ sứ không quên gắn hai viên than hồng làm mắt và lấy đinh sắt nhọn làm răng và móng vuốt. Xong rồi, ngươi sẽ là con cưng của ta. Ta đặt tên cho ngươi là chó sói. Giờ đến lúc đọc thần chú cho ngươi sống dậy nào. Nếu dùng đúng câu thần chú của thượng đế thì chưa biết được lợi hại thế nào, vậy nên để cho chắc thì nào, hãy sống dậy và tiêu diệt thượng đế. Quái, sao nó không có động tĩnh gì thế nhỉ? Hãy sống dậy và tiêu diệt thượng đế. Hãy sống dậy và tiêu diệt thượng đế. Thằng quái quỷ, sống dậy đi. Tên vị sứ gian ác này hóa ra hắn âm mưu diệt trừ cả thượng đế, thật to gan. Hãy mau về bẩm báo thượng đế thôi. Hãy thức dậy và tiêu diệt thượng đế đi. Dạ, buông tâu thượng đế, chúng thần đã tận mắt thấy như vậy à? Bản chất của hắn đúng là khó bề suy chuyển, nhưng các người yên tâm, nếu hắn không có thành ý tu tỉnh thì hắn sẽ nhận được bài học đích đáng thôi. Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Ngươi thật to gan, ta đã cất công tạo ra ngươi mà ngươi không nghe lời của ta ư? Được rồi, vậy ngươi hãy sống dậy theo câu thần chú của thượng đế, rồi ta sẽ bắt ngươi phải nghe theo lệnh của ta. Hãy sống dậy và tiêu diệt ma quỷ của giả tâm. Nó sống dậy rồi. Được lắm, giờ thì hãy theo ta đi tiêu diệt thượng đế và loài người nào. Sao nó cứ nhìn mình chằm chằm thế? Nó không nghe lệnh mình sao? Chó sói nghe đây. Chuyện gì thế này? Dừng lại, chó sói dừng lại. Dừng lại. Các người thấy đấy, ta đã cho hắn cơ hội để tạo ra một sinh vật huyền thoại. Nếu hắn thực sự thành tâm như lời hắn nói, thì hắn sẽ có trong tay một sức mạnh rất lớn. Thế nhưng, sau tất cả đều là những lời gian trá và giả tâm ác độc, thì đấy là một cái kết chẳng thể nào tránh.
Vậy là chính với câu thần chú Thượng Đế đã ban, quỷ sứ tưởng rằng mình sẽ thao túng được chó sói. Nhưng ngờ đâu, khi sống dậy, chó sói đã truy lùng và tiêu diệt quỷ sứ. Cho đến ngày nay, chó sói vẫn mang trong mình nhiệm vụ mà Thượng Đế đã ban, đó chính là truy đuổi loài quỷ sứ độc ác có dạ tâm. Kho báu xanh. Ngày xưa cũng đã lâu lắm rồi, tại một miền đất xa xôi nọ, có gia đình ba anh em, hai anh trai và em gái út xinh đẹp. Cha mẹ mất sớm, nhưng ba anh em vẫn luôn đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Gia sản lớn nhất của họ là khu vườn tuyệt đẹp kế thừa từ dòng họ qua nhiều thế hệ, với vô số loại cây quý hiếm như thể một kho báu xanh. Ngày ngày, ba anh em chăm sóc cho khu vườn của mình một cách cẩn thận. Chúng mình đã thực hiện tốt lời hứa cùng ba mẹ. Trước lúc lâm chung, khu vườn luôn được chăm sóc và cây trái sai triểu. Em út là người có công lớn nhất đấy. Ngày nào cũng chăm chỉ tưới cây, xới đất, thỉnh thoảng còn trò chuyện cùng chúng. Cây nào mà chẳng thích chứ. Tối đó, ba anh em đang ngồi bên lò sưởi thưởng thức trái cây sau một bữa tối no bụng. Bỗng, có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Một bà cụ lỡ đường, người đầy bụi bẩn, bước đến thều thào. Các cháu ơi, làm ơn cho ta qua giàn với. Bà mau vào nhà đi ạ, bà bị lạnh quá rồi, sẵn có súp canh nóng để cháu lấy cho bà. Nhà cháu tuy nhỏ, chỉ mong bà không chê bai thôi ạ. Một lúc sau, khi bà cụ được tắm rửa sạch sẽ, bà rất cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ba đứa trẻ. Các cháu thật tốt với ta. Từ tối đến giờ, ta tới đâu cũng đều bị từ chối. Trái cây ngon lắm, lần đầu ta được nếm. Đây đều là trái chính từ vườn nhà cháu đấy ạ. Bà ăn đi, ngon lắm. Nhà của cháu có một khu vườn trái quý như vậy sao? Thật là những đứa trẻ tốt bụng lại chăm chỉ. Dạ, với bọn cháu nó quý hơn cả mạng sống. Sáng mai bà có thể ra thăm mà. Sáng hôm sau, ba anh em dẫn bà cụ đi thăm vườn cây triểu nặng của mình. Loại cây nào cũng ngon, loại quả nào cũng ngọt. Đúng thật là một kho báu. Nhưng bà cụ lại có vẻ không vui. Đúng là các cháu đang có cả một kho báu. Thật là đáng tiếc nếu để mất đi những trái quý này. Dạ, ý bà là sao ạ? Lẽ nào có chuyện gì không hay sao ạ? Không lâu nữa, cả xứ sở này sẽ bị một trận hạn hán dữ dội kéo dài, khiến không một loài thực vật nào có thể sống sót được. Thậm chí, cả khu vườn xinh đẹp này của các cháu rồi cũng sẽ bị lụi tàn mà thôi. Trời ơi, có chuyện như vậy thật sao ạ? Mà sao bà có thể biết được? Chúng cháu phải làm gì để có thể cứu được khu vườn này? Đây là kỷ niệm đẹp của cha mẹ cháu. Anh em cháu không thể để nó tàn lụi dễ dàng như vậy được đâu. Bà có cách nào giúp anh em cháu không ạ? Chỉ có dòng suối màu vàng, chim biết nói và cây biết hát mới cứu được khu vườn của nhà cháu. Nhưng hơi khó đây. Trời ơi, những thứ lạ lùng đó chúng cháu đi đâu để tìm được? Các cháu cứ đi thẳng hướng mặt trời mọc. Chừng nào đến dãy núi chín ngọn nối liền nhau sẽ có người chỉ dẫn. Nhưng đây là chuyến đi có thể không trở lại. Các cháu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Vừa dứt lời, bà lão đã vụt biến mất trong sự kinh ngạc của ba anh em. Ai nấy đều ngỡ ngàng và lo lắng trước sự tàn khốc mà bà lão vừa nhắc tới. Bà ơi, bà đâu rồi ạ? Những gì bà vừa nói đều là thật sao ạ? Hãy thử đi tìm những thứ đó. Ta là chúa tiên của mặt đất. Các cháu rất nhân hậu. Và nếu có thể thì khu vườn của cháu là thứ xứng đáng nhất được giữ lại. Ba anh em thản thốt nghe ngóng và ngước lên nhìn. Bỗng chốc những tia sáng vụt tắt. Khu vườn lại trở lại bình thường với những tiếng chim hót ca. Ba anh em chắc chắn vậy là những điều bà lão nói là sự thật. Hai anh sẽ đi tìm những thứ bà tiên vừa nói. Em ở nhà trông coi khu vườn, đừng lo gì cả. Nhưng đó có thể là chuyến đi không bao giờ trở lại. Hãy cho em cùng đi với. Ba anh em chúng ta nhất định phải ở bên nhau mà. Không đâu, các anh dù thế nào cũng không để em phải nguy hiểm đâu. Các anh sẽ trở về sớm. Em phải ở nhà, gắng chăm sóc cho khu vườn của chúng ta nha.
nhất định hai anh sẽ sớm trở về thôi. Vậy là hai anh chia tay cô em gái Út, lên đường tìm dòng suối màu vàng, chim biết nói và cây biết hát để cứu khu vườn quý của mình. Hai người anh đi mãi, đi mãi, đi liên tục đến ngày thứ bảy thì đến được miền núi đồi san sát. 5, 6, 7, 8, 9. Đây rồi, đây chính là dãy núi chín ngọn mà bà tiên nói đến. Nhưng không có ai xuất hiện để chúng ta hỏi đường. Chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ hả anh? Chợt từ phía chân núi, một ông cụ đi ra. Hai anh em vội tiến lại gần. Nhanh đến nhờ ông cụ. Bà tiên nó có dặn, đến được dãy núi chín ngọn sẽ có người chỉ cho chúng ta về nơi có thể tìm báu vật. Nhất định là ông cụ ấy. Muốn có được nước suối màu vàng, chim biết nói, cây biết hát, các cậu phải lên ngọn cao nhất màu xanh bích. Đường đi vốn là lãnh địa của yêu tinh núi, nhưng đường đi rất hiểm nguy và có nhiều cạm bẫy. Muốn đến được đó, phải nhớ dù có chuyện gì, hai cậu cũng phải lờ đi, bởi quay đầu lại sẽ hóa đá ngay. Ôi, cảm ơn cụ, hai anh em cháu nhất định sẽ làm được. Chúng cháu nhất định phải mang những thứ đó về để cứu khu rừng quý giá của ba anh em cháu. Vậy là hai anh em quyết định trèo lên dốc núi đá treo leo. Vừa trèo, hai anh em vừa cảm thấy lo sợ, bởi có cảm giác như ai đó đang đi theo sau lưng của mình. Trời ơi, em cảm thấy như có người đang đi theo phía sau mình. Thấy cảm giác ớn lạnh sống lưng. Lẽ nào bọn yêu quái đã xuất hiện rồi? Ông cụ đã nói rồi, dù thế nào cũng không thể quay đầu lại. Em cứ đi tiếp đi, không sao đâu. Hai anh em mình vẫn đang ở bên nhau mà. Cố lên em. Em nhanh lên, chúng ta phải lên đến đỉnh trước khi vẫn còn nắng. Lúc đó có lẽ sẽ không gặp phải bọn yêu ma đâu. Em đi nhanh hết sức rồi, đừng đợi em. Mục đích của ta là phải chinh phục đỉnh núi này. Anh cứ leo trước đi, em sẽ leo ngay sau anh. Anh yên tâm đi. Đến lưng chừng núi, người em mặt tái mét khi có giọng nói rùng rợn phía sau lưng vang lên. Đi lên một bước nữa là chính ngươi đào bồ chôn mình đấy. Vì sợ hãi, người em quên mất lời dặn của ông lão mà quay đầu lại xem ai đang nói. Ai đang nói? Người em chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngay lập tức toàn thân vụt biến thành đá tảng. Người anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của em, định quay đầu lại nhìn vì lo lắng. Nhưng chợt nhớ đến lời ông cụ, người anh khựng lại, trong lòng đầy đau khổ. Trời ơi cậu Thứ, lẽ nào cậu ấy... Không, mình không thể quay lại được. Còn lại mình nhất định không thể về tay trắng. Mình phải lấy được những thứ quý giá đó để cứu cô rừng, thậm chí là cứu em của mình đang bị hóa đá nữa. Người anh tiếp tục bước đi, vừa đặt chân lên sát mép ngọn núi, bỗng một tiếng nói rùng rợn lại vang lên sau lưng của anh. Thế là anh xấu xa, bỏ lại em mình. Chinh phục đỉnh núi làm gì thì em mình cũng không bảo vệ được. Quay lại đi, mày ra còn cơ hội cứu người. Thương em và muốn có cơ hội để cứu em trai của mình, người anh đã quay phát lại và cũng ngay lập tức bị hóa đá. Loài người vô dụng các người, đừng có hòng lấy đi báo vật của núi này. Chỉ còn Lina ở nhà, hằng ngày ngóng trông các anh trở về. Một hôm, khi đang ngồi đan áo, bất chợt mũi kim đâm vào tay của cô, máu chảy ra đầm đìa. Lina giật mình lo sợ điều xấu đã xảy ra với hai anh của mình. Ôi da, trời ơi, trước đây mình không bao giờ bị kim đâm vào tay. Lẽ nào các anh đã gặp sự chẳng lành, mình không ở yên đây được nữa. Cô em gái Út dũng cảm thẳng hướng mặt trời mọc đi, dốc hết sức lực đến được dãy núi chín ngọn, gặp ông cụ thông thái và biết được số phận của các anh. Cụ ơi, có cách nào cháu có thể cứu được hai anh không ạ? Cháu là phận gái, liệu có quá liều lĩnh? Dù hiểm nguy đến tính mạng, cháu cũng làm được, xin cụ bày cho cháu. Để có báo vật, cháu phải lên thẳng đỉnh Ngọc Bích, nơi đường đi có rất nhiều yêu quái núi. Dù gặp chuyện gì cũng không được quay đầu. Khi xuống núi, hãy phần theo những hai tảng đá lớn gặp trên đường, đó chính là hai anh của cháu. Cháu xin lên đường ngay bây giờ. Có phải là anh Cả không? Có phải là anh Thứ không? Em nhất định sẽ cứu các anh. Thiện nữ kia, biết điều thì quay gót, còn bước thêm một bước thì ngươi sẽ lập tức thành ma dại. Các
các người đừng hù ta vô ích. Ta không sợ gì hết. Cô gái tiếp tục leo lên núi, bất chấp bị yêu ma hù dọa. Biến ma pháp khiến cảnh vật hùng rợn, nhưng điều đó không làm cho Lina sợ hãi, bởi mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là cứu được hai anh, cứu được khu rừng của mình. Quay lại đi còn kịp, bằng không nơi đây sẽ biến thành bồ chôn nhà ngươi. Ta không sợ gì cả, chỉ cần ta cứu được các anh mình, cứu được khu vườn của gia đình mình. Vượt qua được mọi thử thách, cạm bẫy, cuối cùng cô cũng tới được đỉnh núi. Lina trông thấy rõ nước vàng từ ngọn suối đang chảy ra từ tảng đá lớn. Dòng nước suối màu vàng đây rồi, mình đã làm được thật rồi. Cô gái trẻ dũng cảm, cô là con người đầu tiên đặt chân lên đỉnh ngọn Bích. La 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 la, chủ nhân của chúng ta đến rồi, mau theo cô ấy về thôi. Kỳ lạ thay, trên đỉnh núi Ngọc Bích ảo diệu, nước suối vàng, cây biết nói và chim biết hát đã tự động nhận cô gái là chủ nhân. Ta thật sự đã làm được rồi. Còn các anh của ta bị hóa đá, ta phải đứng dậy. Làm theo lời ông cụ thông thái, cô gái đã giải thoát cho hai anh trai của mình. Họ vui mừng đoàn tụ. Khi ba anh em trở về, toàn bộ khu vườn của họ đã bị héo tàn, xơ xác như vừa trải qua một trận cháy. Lina và các anh vội đặt những báu vật xuống, chai nước suối, cái cây với chú chim đậu. Chúng lập tức biến to lên. Khi ba báu vật được đặt xuống, lập tức khu vườn hồi phục sức sống xanh tươi. Kho báu xanh cũng là khu vườn duy nhất tồn tại trong đợt hạn hán diễn ra lúc ấy. Sau đó, ba anh em tốt bụng đã nhân giống cây trong vườn của mình, dần dần cứu lại được hệ thực vật xứ sở của họ trở lại xanh tươi. Phượng hoàng hai đầu. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, ở một khu rừng già nọ, có một chú chim phượng hoàng kỳ lạ. Có đến hai đầu luôn chụm sát nhau, lại luôn tương thân tương ái. Tương truyền, chú chim đặc biệt này là hóa thân của một đôi bạn cực kỳ thân thiết từ thuở nhỏ. Không may, một con lốc rừng bất ngờ đã hại chết họ trong tuổi đôi mươi. Tất cả thợ săn giỏi nhất trong vùng đều đã thử sức chinh phục chú chim quý giá này, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Ôi trời ơi, lại hụt nữa rồi. Không dưới 10 lần bị nó phát hiện trước khi kịp ra tên. Tôi còn chưa kịp dương cung đây này. Vất vả bao nhiêu ngày, nhưng lần nào cũng đều hụt cả. Thật là mất công quá mà. Con chim này chẳng phải chim thường. Nó có đến hai đầu nên khả năng phát hiện tiếng động vô cùng nhanh nhạy, lại bao quát được hết các hướng. Đừng nói là bắt sống, làm rụng một sợi lông của nó cũng thử thách những tay cung cự nhất. Hơn nữa, không thể làm bị thương chú chim quý này, chắc phải chờ một tay cung xuất chúng ra chiêu mới được. Tôi nghĩ không thể dùng cách bắn cung thông thường để bắt con chim này được đâu, vì nó thính lắm. Chắc phải nghĩ ra một cách gì khác thì còn may ra. Câu chuyện về chim phượng hoàng hai đầu được các thợ săn ao ước có được ấy, chẳng mấy mà truyền đến tai đức vua của đất nước. Thật có con chim lạ thế sao? Trước giờ ta chưa từng nghe nói tới loài chim nào như thế. Dạ phải thưa bệ hạ, thần cũng là lần đầu nghe thấy điều lạ này ạ. Đám thợ săn khắp nơi đã kháo nhau về con chim ấy. Rất nhiều người đều khẳng định đã từng nhìn thấy con phượng hoàng hai đầu, nhưng họ không làm cách nào bắt được nó, vì mỗi lần bắn tên, con chim lại phát hiện và bay mất. Đó là con chim đặc biệt, nên chắc chắn không dễ gì bắt được như những con chim khác đâu. Đúng là con chim quý mà, ta rất muốn được tận mắt thấy nó. Dạ thưa bệ hạ, con chim đó là chim quý, nếu chỉ một vài người đi bắt, thần e là không thể bắt được đâu. Bây giờ ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta không thể có được con chim đó hay sao? Dạ, nếu bệ hạ muốn có con chim ấy, người hãy ra một sắc lệnh để tất cả mọi người từ lính tráng tới thợ săn cùng tham gia vây bắt. Bất cứ ai bắt được nó sẽ được trọng thưởng. Thần tin chắc rằng những tay thợ săn cường nhất sẽ không thể cưỡng lại được mà cố gắng cùng nhau bắt bằng được con chim đó về đây dâng cho người ạ. Đúng vậy, đây đúng là ý kiến hay. Mau truyền lệnh ta phái những binh lính giỏi săn bắn nhất
mang bằng được con chim quý về điện, ta nhất định phải có được con chim đó. Dạ tuân lệnh bệ hạ, thần sẽ cho người đi thông báo ngay. Nhớ là không được làm con chim bị thương, dù chỉ là một chiếc lồng đấy. Phải bắt sống nó về cho ta, nghe chưa? Xin bệ hạ cứ yên tâm. Sau khi nhà vua ban mệnh lệnh, rất nhiều binh lính và cả những tay thợ săn đã vào rừng với hy vọng bắt được Phượng Hoàng Quý Dân Vua để lĩnh thưởng. Binh lính chuyên đi săn của Đức Vua không phải hạng xoàng. Khi việc săn chim bằng tên nỏ không hiệu quả, nhiều đêm liền sau đó, họ cẩn trọng đặt các bẫy móc, móc lên những cây nhiều quả chín trong rừng. Cho đến một sáng nọ, chim phượng hoàng hai đầu khi tập trung mổ quả chín, cuối cùng đã bị mắc chân vào vòng móc không bay đi được. Hoàng hô, con chim mắc bẫy rồi, cuối cùng chúng ta cũng bắt được nó thật rồi. Không uổng công bao nhiêu ngày nằm gai nếm mật trong rừng này. Chúng ta phải trèo lên bắt nó cho cẩn trọng, tuyệt đối không được làm sủng một sợi lông nào, không được làm nó bị thương. Vua rất coi trọng con chim này, nên chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Xem ra chúng ta bị bắt rồi. Những con người xấu xa đó, họ tìm mọi cách để bắt chúng ta cho bằng được. Cũng chỉ vì chúng ta có hình dạng đặc biệt nên mới thế. Từ nay sẽ chẳng thể ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng nơi này nữa rồi. Nhưng dù thế nào cũng không rời xa nhau. Nhất định như vậy. Khá lắm, đúng là con chim quý độc nhất vô nhị. Vậy là chúng ta bị nhốt vào đây rồi, sau này sẽ không thể thoát ra được nữa. Tôi muốn trở về với khu rừng của chúng ta, tôi không muốn ở trong chiếc lồng chật chội này đâu. Anh cứ bình tĩnh đã, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi đây đâu. Thôi thì chỉ cần họ không ngược đãi chúng ta thì đã là may mắn rồi. Thế là từ nay ta có một vật cưng tuyệt độc rồi. Các chư hầu láng giềng đến thăm cung điện nhìn thấy chú chim này chỉ có lát mắt thôi, phải rèn cho nó tuyệt tuân theo lệnh ta mới được. Nào, phượng hoàng của ta, lại đây ăn nào. Xem ta mang gì đến đây. Quá ngọt trên cây đó, không còn phải mất công hái trên cây rừng nữa nha. Hãy ăn nhiều vào, chỉ cần nghe lời ta thì các ngươi sẽ được sống sung sướng, không cần phải lo nghĩ gì. Đã mấy tuần nay rồi, hễ ta không đến thì ríu rít, ta gọi thì không buồn nhúc nhích. Đừng có mà thử lòng kiên nhẫn của ta. Xin bệ hạ bình tĩnh, phượng hoàng này vốn không phải chim thường, bộ lông của nó hiếm có xưa nay. Chim lại có hai đầu, hai cặp chân, hai cặp cánh, hoàn toàn có khả năng tách thành hai cá thể độc lập, cũng không kém phần quý giá. Được lắm, vậy ta giao việc này cho khanh. Nói trong một tuần hãy dâng hai con chim phượng hoàng lên cho ta. Dạ, bệ hạ anh minh. Thần xin được thời gian một tháng và xin người cho thần mang nó về nhà. Thần nhất định có thể hoàn thành việc này. Được, một tháng. Khanh không làm được, đừng trách trẫm sử nặng. Thần xin lĩnh chỉ. Viên đại thần nọ treo ngay lồng chim trước hiên nhà, cho ăn uống tự do. Đồng thời, ông lưu tâm quan sát mấy ngày chú chim lạ không rời mắt. Cuối cùng, ông cũng phát hiện hai đầu của Phượng Hoàng cứ vào một thời gian nhất định cuối ngày lại chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Chắc chắn cách này của ta sẽ thành công. Hai chiếc đầu sẽ có ngày tách trời ra cho bà xem. Đại thần nói gì với cậu đấy? Ông ta nói gì ấy, tôi không nghe rõ nữa. Thật vậy ư? Tôi thấy lúc ông ta nói cậu chăm chú nghe lắm mà. Chính vì tôi không nghe rõ ông ta nói gì nên tôi mới phải chăm chú lắng nghe. Nhưng ông ta nói nhỏ quá, tôi chẳng thể nghe được gì hết. Tiếp đến ngày thứ hai, thứ ba, viên đại thần hễ nhìn thấy hai đầu phượng hoàng chuyển động xa nhau, ông lại sán lại thì thầm vào chiếc đầu phải. Cậu cứ nói là không nghe thấy gì, ngày đầu ông ta cũng thì thầm với cậu. Đã nhiều ngày như vậy, chẳng nhẽ một câu cậu cũng không nghe thấy hay sao? Ngày nào tôi cũng cố gắng nghe, nhưng mà không thể nghe ra được gì hết. Tôi cũng không hiểu vì sao ông ta lại làm như thế nữa. Cậu đang nói dối tôi có phải không? Ông ta nói với cậu những chuyện bí mật nên cậu không nói cho tôi biết. Không chừng là ông ta nói muốn giết tôi rồi, đúng không?
Nói thật cho tôi biết đi. Tôi không nghe thấy gì thật mà. Nếu nghe thấy tôi đã kể ngay cho cậu biết rồi. Chúng ta đã sống cùng nhau qua bao nhiêu năm như vậy, cậu lại không tin tôi sao? Cậu bảo tôi làm sao mà tin cậu được đây? Ngày nào cậu và ông ta cũng thì thầm to nhỏ, ngày nào cậu cũng nói là cậu không nghe thấy gì. Như thế có tin được hay không cơ chứ? Tôi có sao thì nói như vậy thôi, tuyệt đối không giấu cậu điều gì đâu. Rất nhiều ngày sau đó, đại thần vẫn chưa dừng lại. Ông vẫn tiếp tục thì thầm vào một bên đầu chú chim, mà lần đầu tiên ông thì thầm khi phát hiện chúng chuyển động trái hướng nhau. Nhất định cậu giấu tôi rồi. Làm gì có chuyện không đâu. Ngày nào ông ấy cũng thì thầm với riêng cậu. Mau nói cho tôi nghe đi. Cậu tin tôi đi, tôi tuyệt không nghe thấy gì hết. Chỉ thấy ông ta hừm 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 thôi. Ông ta đâu phải là gã dở hơi, tại sao lại nói với cậu những lời vô nghĩa như thế chứ? Tôi cũng thật sự không hiểu nổi tại sao ông ta lại làm như thế. Nhưng ông ta thật sự không nói thêm lời nào khác với tôi hết. Cứ như vậy, tiếp tục sau nhiều ngày, cái đầu Phượng Hoàng không nghe được đại thần nói với nó, ngày càng không tin cái đầu bạn bè thân thiết của nó. Chúng cãi nhau càng ngày càng dữ dội. Nhất định là cậu giấu tôi. Chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ giấu nhau bất cứ điều gì rồi mà. Cậu đã phản bội lại lời hứa rồi. Tôi không hề phản bội. Tôi không giấu cậu điều gì hết. Ông ấy thật sự không nói gì với tôi cả. Đã một tháng nay rồi, ngày nào cậu cũng nói thế. Nhưng ngày nào tôi cũng thấy ông ta thì thầm với cậu. Giờ thì cậu lại giữ bí mật đó cho riêng mình. Được lắm. Cậu đã coi thường tình nghĩa bấy lâu nay của chúng ta rồi. Tôi đã nói mà cậu không tin. Chẳng lẽ cậu đã mất niềm tin ở người bạn là tôi hay sao? Tôi việc gì phải giấu giếm cậu cơ chứ? Bởi vì ông ta hứa hẹn cho cậu những điều tốt đẹp. Cũng có thể là ông ấy đã lên âm mưu đến loại trừ tôi, nên cậu mới phải che giấu. Tôi chết đi rồi thì cậu sẽ là con Phượng Hoàng duy nhất. Cậu sẽ được nhà vua coi trọng. Cậu nói cái gì thế? Sao cậu có thể nói tôi như thế? Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm, cậu đã quên chúng ta là đôi Phượng Hoàng liền nhau rồi sao? Cậu chết rồi thì tôi có sống được hay không? Tôi chết rồi thì cậu tha hồ hưởng vinh hoa phú quý chứ còn gì nữa. Vinh hoa phú quý ư? Thật không ngờ cậu lại nói tôi như thế. Vinh hoa phú quý mà cậu nói là bị giam ở trong chiếc lồng bé tẹo này, hàng ngày trở thành thú vui cho người ta sao? Nhưng hàng ngày cậu sẽ được chăm sóc, được yêu chiều, tha hồ ăn những loại quả ngon nhất mà không cần phải san sẻ cho bất kỳ ai. Tôi rất thất vọng về cậu. Những ngày qua sống ở nơi bí bách này, tôi rất ao ước được trở về ngày xưa, khi mà chúng ta còn được tự do sải cánh bay khắp khu rừng. Hàng ngày phải đi kiếm ăn, hàng ngày phải lo lắng việc có thể sẽ bị đám thợ săn bắt đi. Với tôi, đó là những ngày tháng tự do và hạnh phúc nhất. Tôi thật không ngờ cậu lại coi thường tôi như vậy. Phải, tôi có suy nghĩ như thế đấy. Cậu nhìn lại mình xem, có hành động nào của cậu để tôi không phải suy nghĩ hay không? Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi là tôi không nghe thấy ông ta nói cái gì hết, và cũng không giấu giếm điều gì. Tại sao cậu không tin tôi? Cậu làm tôi bực mình rồi đấy. Nếu cậu còn như thế, tôi sẽ không để yên đâu. Này thì coi thường à. À, giờ thì 2 năm rõ 10 rồi nha. Cậu không giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu trở mặt rồi à? Không để yên cho tôi ư? Cậu tưởng tôi sẽ để yên cho cậu hay sao? Đồ phản bội. Hai đầu Phượng Hoàng cãi cọ dữ dội, rồi đánh nhau đến nỗi chỗ chính giữa hai lưng bị nứt rồi rơi ra. Có thế chứ, cuối cùng mình cũng thành công rồi. Phượng Hoàng hai đầu đã tách thành hai con Phượng Hoàng rồi. Vậy là hoàn thành được nhiệm vụ mà bệ hạ giao. Bệ hạ sẽ phải công nhận tài năng của ta. Thế là chỉ vì một lần không tin tưởng, hai đầu chú chim Phượng Hoàng đã trúng phải kế dương đồng kết tây của viên đại thần. Phượng Hoàng hai đầu kỳ lạ không còn trên đời nữa. Cứ mỗi khi kể lại câu chuyện này, người đời lại thấm thía thêm bài học không bao giờ cũ. Tình bạn chỉ dài lâu khi có niềm tin lẫn nhau mà thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!